Chipu hát tiếng Trung có nam diễn viên người Trung phản chị Hân trợ lục. Tối ngày 20 tháng 5, Chipu tiếp tục tung ra teaser MV hé lộ cho màn comeback mang tên Finding You cùng dòng trạng thái gợi nhiều sự tò mò nếu vũ trụ ngừng trôi. Trái đất ngừng quay, em vẫn sẽ đi tìm anh. Không hé lộ bất kỳ giai điệu nào nhưng Chipu lại khiến người xem phải lôi cuốn khi chứng kiến từng khoảnh khắc cô xuất hiện. Từ hình ảnh gương mặt buồn bã, đôi mắt ngấn lệ cùng biểu cảm đau khổ cùng cực cho đến khung cảnh đầy kiêu sa ở cuối teaser. Đáng chú ý, Chipu còn bất ngờ hé lộ một tràng thơ trong teaser báo hiệu một sản phẩm âm nhạc đậm chất ngôn tình nhưng cũng chất chứa drama sắp lên sóng. Sau khi teaser MV lên sóng, cộng đồng fan của Chipu nhanh chóng lan truyền thông tin. Chàng diễn viên góp mặt trong sản phẩm lần này không ai khác chính là nam thần xứ Trung là Phan Trị Hân hay còn được các fan gọi với cái tên Nghiêm Tổng. Một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến fan đặt nghi vấn là do nam diễn viên trong MV của Chipu và Phan Trị Hân có vóc dáng cũng như bóng lưng trùng khớp đến 90%. Không chỉ thế, anh chàng còn từng được fan bắt gặp xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất hay đăng tải hình ảnh ăn phở Việt Nam. Phan Trị Hân là gương mặt khá quen thuộc với khán giả Hoa ngữ. Sinh năm 1999, anh từng góp mặt trong nhiều dự án lớn nhưng phải đến Đối Với Tôi, Anh Ấy Là Người Nguy Hiểm lần này, Phan Trị Hân mới được yêu thích với vai trò nam chính. Ngoài ra, anh chàng cũng không ít lần được nhắc đến với góc nghiêng có nhiều phần giống với tài tử Song Joong Ki, nhất là khi đeo kính. Không chỉ thế, sản phẩm Finding lần này sẽ được Chipu ra mắt hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Trung. Trên trang cá nhân tại nền tảng Weibo, cô nàng cũng quảng bá màn comeback này và nhận được nhiều sự hưởng ứng từ cộng đồng mạng xứ tỷ dân. MV Finding You của Chipu sẽ chính thức được lên sóng vào ngày 23 tháng 5 tới đây.